An xin chào quý vị khán giả của chương trình Chợ Khéo Cơm Ngon. Và người bạn đồng hành cùng với Hoài An trong ngày hôm nay sẽ là đầu bếp Nguyễn Liêm. Nguyễn Liêm xin chào chị Hoài An và chào tất cả quý khán giả của chương trình Chợ Khéo Cơm Ngon. Liêm nè, lần trước thì Liêm đã giới thiệu với chị em nội trợ mình cái thực đơn với các món dim sum. Thì không biết là ngày hôm nay Liêm sẽ tiếp tục giới thiệu thực đơn với mâm cơm thế nào đây? Trong ngày hôm nay thì em sẽ quay về mâm cơm truyền thống của người Việt mình. Và em chia sẻ nhỏ với mọi người đó là khi mà mình lên một mâm cơm, làm sao mà cho nó vừa túi tiền, nó ngon và nó phải đảm bảo được chất dinh dưỡng. Và mình ra một cái mâm cơm làm sao cho nó phù hợp, nó tiện cho mình nhất. Menu trong ngày hôm nay Liêm sẽ hướng dẫn cho các chị em các món sau. Đó là đồ hũ nhiều thịt xuất cà ăn kèm với rau salad, canh rau từng ô nấu với thịt viên. Và cuối cùng món tráng miệng đó là món bánh chua nướng nha chị An. Wow. Thì mọi người có thể thấy rằng từ cái nhân thịt của mình ban đầu thôi, mình có thể lấy ra mình nhồi vô đồ hũ, mình chiên, mình sốt cà, còn một phần còn lại là mình nấu canh, nó sẽ rất là tiện cho cái bữa cơm gia đình của mình. Đúng rồi, những điều mà Liêm nói chính là tiêu chí của chương trình Chợ Khéo Cơm Ngon này đó nha. Và nghe tới cái món mà chuối nướng đó thì chắc chắn là phải ăn với nước cốt dừa rồi đúng không? Dạ, có nước cốt dừa ăn kèm với bánh chuối. Món này là mẹ ăn cực kỳ thích luôn đó nha. Dạ. Bây giờ mình đi chợ đi ha. Dạ. Bây giờ Hoàng An sẽ gửi đến chị em chúng ta chương trình khuyến mãi đang được áp dụng tại hệ thống siêu thị Co.opmart trong thời gian này nha. Từ nay đến ngày 27 tháng 11, rất nhiều mặt hàng thực phẩm đang được giảm giá tại hệ thống siêu thị Co.opmart trong cả nước. Tất cả các mặt hàng sau đây đều được giảm giá từ 10 đến 20%, gồm rau củ quả, thực phẩm tươi sống và thực phẩm chế biến sẵn. Dù giá một số mặt hàng bên ngoài thị trường đang có chiều hướng tăng như thịt heo, rau quả, nhưng tại hệ thống này, giá cả vẫn được duy trì ổn định và còn có nhiều chương trình khuyến mãi để phục vụ người tiêu dùng. Thông tin khuyến mãi tại hệ thống siêu thị của Co.opmart lúc nào cũng hấp dẫn hết đúng không chị em mình? Trước khi chúng ta đến với phần hướng dẫn chế biến mâm cơm ngày hôm nay cùng với đầu bếp Nguyễn Liêm thì Hoài An xin được thay mặt chương trình cảm ơn nhà tài trợ Co.opmart đã đồng hành cùng với chúng tôi. Quý vị có thể xem lại chương trình trên website vtv9.vtv.vn hoặc fanpage Chợ Khéo Cơm Ngon. Và đừng quên, nếu chúng ta có thực đơn mâm cơm với chi phí hợp lý thì hãy gửi ngay về chương trình để nhận quà nha quý vị. Còn bây giờ, Hoài An xin chào tạm biệt tất cả quý vị. Hẹn gặp lại quý vị ở những số sau của chương trình sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 17 giờ chiều thứ bảy cách tuần trên VTV9. Hoài An xin chào tạm biệt. Chào mừng quý vị đến với không gian bếp của Chợ Khéo Cơm Ngon. Trong mâm cơm ngày hôm nay, Liêm sẽ hướng dẫn cho quý vị các món sau. Đó là đậu hũ nhồi thịt, mình sốt với cà và ăn kèm với rau salad, canh rau tình ô nấu với thịt viên. Và như Liêm cũng đã chia sẻ trong cái buổi đi chợ của mình, mình lên một cái menu sao cho nó có sự thuận lợi để mà mình tiết kiệm cái thời gian. Ở đây mình kết hợp giò sống, thịt xay, mình nhồi chung với nhau, mình vô gia vị và mình nhồi vào miếng đậu hũ, mình chiên nó lên, mình làm món sốt cà. Phần thịt còn lại mình sẽ nấu canh. Và để tiết kiệm thời gian thì Liêm đã chuẩn bị trước. Bây giờ mình cần một cái chảo dầu nóng để mình chiên cái phần đậu hũ của mình. Mình đừng có chiên ở cái dầu mà nhiệt độ thấp quá, tại vì nhiệt độ thấp quá thì cái thực phẩm của mình nó sẽ hút dầu. Rồi bây giờ dầu nó sôi rồi, có thể Liêm giảm lửa vào chút xíu nè. Rồi Liêm bắt đầu cho cái phần thịt của mình vô. Và cái phần cà chua, mình lựa những trái cà chua chín đỏ. Thứ nhất đó là nó hạn chế cái độ chua của cà lại. Cái thứ hai đó là những trái cà chua chín đỏ thì nó rất là nhiều vitamin A. Sau khi cà chua mình về, mình sẽ cắt ra làm tư, mình bỏ cái phần hạt nó đi và sau đó mình cắt hạt lựu nó. Và bây giờ cái đậu hũ của mình nè, các bạn có thể thấy là nó vàng rồi đó, bắt đầu nó vàng, mình sẽ gấp nó ra. Các bạn có thể dùng một cái miếng giấy thấm dầu để mà mình hạn chế cái phần dầu nó đọng lại phía dưới thực phẩm. Và bây giờ chúng ta sẽ đi làm sốt cà chua. Đầu tiên các bạn làm nóng chảo nè, các bạn cho vô chút xíu dầu ăn. Rồi, các bạn đợi dầu ăn nó nóng đi. Và các bạn cho vô một chút xíu, đây là hành tây mình cắt lát ra. Các bạn xào cho hành tây nó thơm lên. Tiếp theo chúng ta sẽ cho cái phần cà chua chúng ta đã cắt hạt lựu vô. Các bạn nhớ là cà chua chúng ta sẽ bỏ hạt nha.
chúng ta đừng có vội cho nước ngay từ đầu, tại vì chúng ta cho nước vô ngay từ đầu thì cái cà chua nó không có ra màu được. Chúng ta cần cái màu của cà chua. Trong thời gian chúng ta đợi cái cà chua nó lên màu và nó mềm á, Lim sẽ chia sẻ với các bạn về cái cách mà làm sao mà để mình nêm gia vị cho cái thịt của mình. Nguyên liệu của mình ban đầu gồm có là 300g thịt xay, 100g giò sống. Các bạn nêm vô cho Lim trong đó là 5g nước mắm. Cái muỗng canh của mình á thì khoảng hơn nửa muỗng chút xíu. 5g bột nêm và 10g đường. Ở đây các bạn có thể băm vô một chút xíu đầu hành để cho lấy cái mùi thơm cho nó. Đầu hành các bạn đừng nêm tỏi, tại có mùi tỏi sống vô nó ăn rất là hăng. Nếu mà các bạn không có đầu hành lá thì các bạn có thể nêm vô cái hành tím. Thích thì các bạn có thể cho vô một chút xíu tiêu đen nữa. Cái cà chua của mình nó mềm rồi nè, mình mới cho vô chút xíu nước. Rồi Lim là tiếp tục Lim đậy lại cho cái cà chua, cái phần cà chua nó mềm ra. Bây giờ các bạn có thể thấy là cái cà chua của mình nó nhừ rồi. Hãy mà có món gì có sự chua ngọt thì cắt đầu tiên quý vị phải nêm muối trước, một chút muối nè. Rồi hạt nêm mình nếm xem cái vị mặn nó đã đủ hay chưa. Và khi mà nó đủ rồi, bây giờ Lim sẽ nêm đường vô. Và để cái sốt cà của mình nó có cái độ sánh, Lim sẽ cho vô một chút xíu bột bắp, làm cái sốt của mình sệt lại. Quý vị thấy là Lim, tại sao Lim không có cho trực tiếp cái phần sốt cà này lên cái phần đậu hũ đã chiên rồi. Tại vì nếu mà chừng 30 phút nữa mình ăn đi, bây giờ mình cho lên thì xà lách nè, nó chín và nó không còn ngon nữa. Khi nào mình ăn thì mình rưới lên. Tiếp theo chúng ta sẽ nấu cái phần canh, đây là rau tần ngô. Rau tần ngô thì các bạn lựa những cái rau mà cái cây nó nhỏ thôi, đừng có lựa cái cây lớn quá, cái cây nhỏ thì nó rất là thơm. Chúng ta đợi cho cái phần nước nó sôi rồi chúng ta mới thả cái phần thịt viên này vô. Nguyên tắc của mình nấu là cái gì mình ăn cái thì mình nước sôi bỏ vô, còn cái gì mà mình lấy nước ăn nước thì mình bỏ vô ngay từ đầu luôn. Trước khi mà cho cái phần thịt vô thì Lim sẽ nêm vô cái nồi nước dùng của mình một chút xíu gia vị, muối và hạt nêm. Khi mà nước sôi rồi chúng ta mới cho cái phần thịt viên của mình vô. Các bạn đừng có vo viên lớn quá, nó sẽ rất là lâu chín và mình ăn nó cũng ngán luôn. Và bây giờ quý vị thấy cái thịt viên của mình nó nổi lên rồi nè, và mình cho cái phần rau vô thôi. Bây giờ mình đợi cái nước của mình nó sôi lại là nó chín rồi. Nước canh của mình sôi lại, nó chín rồi đó. Và tiếp theo Lim sẽ hướng dẫn cho quý vị là món bánh chuối nướng. Món bánh chuối nướng của mình Lim cho vô cái khay này Lim nướng luôn. Và cách làm của bánh chuối này như sau: chuối sứ 4 trái mình cắt lát ra, mình cho vô nó 100g đường và khoảng một muỗng này rượu trắng bình thường của mình thôi. Nếu mà các bạn có rượu nho hay là rượu vang đều được, không sao hết, nó tạo cái mùi thơm. Và mình bỏ lại trong tủ lạnh qua đêm, mình ướp qua đêm. Bánh mì sandwich quý vị bóp cho nó vụn ra, sau đó mình ngâm 100ml sữa tươi nè, 100ml cốt dừa, 100g sữa đặc, mình trộn đều lên, cho vô lò nướng ở nhiệt độ 190 độ trong vòng 45 tới 50 phút. Bánh này mình ăn nóng và ăn lạnh đều được, quý vị có thể bỏ tủ lạnh. Ở đây Lim sẽ hướng nói về cái phần mà nước cốt dừa để mà mình chấm cái bánh. Nếu mà bánh chuối mà không có nước cốt dừa thì nó sẽ mất đi độ ngon. Nhưng mà làm sao mà để nấu được cái nước cốt dừa cho nó thơm, nó ngon mà nó có cái độ đậm đà. Cái công thức mà Lim thường sử dụng đó là một lon nước cốt dừa là 400ml. Thì Lim sẽ cho vô đó 20g bột gạo nè, 5g bột năng thôi, 5g muối và 50g đường. Và một ít lá dứa nữa. Còn nếu mà bạn nào mà làm bằng nước cốt dừa tươi, nó có hai phần, phần nước cốt đặc và nước cốt loãng, thì mình phải nấu phần nước cốt loãng trước. Nấu xong rồi mình mới cho cái phần cốt đặc vô. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong mâm cơm của ngày hôm nay. Chúc quý vị thành công với những món này để mang lại cho gia đình và người thân những bữa cơm thật ấm áp. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị các bạn.